Dạ vâng, em Tùng xin chào này. Thì hôm nay em thanh lý một đống pin của Ruby. Thì pin này là hư nha anh em. Có pin thì mới, có pin thì cũ. Thì nói chung là không sử dụng được. Thì những anh em nào mua về em yêu khoa học thì mua. Rồi thì ví dụ như những cái pin này, pin này thì 2A của Mỹ về thì cũng hư, chắc có lẽ là chết sale hay là gì đó. Này pin của Mỹ về, nó cũng nghiêng xe. Thì nói chung là đồ này là hư hết rồi. Đấy. Thì pin có cục đó thì bấm không lên nha. Cỡ cục thì cũng nhấp nháy nhưng mà đấy. Rồi thì em thanh lý là pin pin dày. Pin dày thì 300. Dày này. Đấy. Anh em về kích pin đóng pin phá gì cũng được. Đấy, thì em yêu khoa học mà. Đấy, và pin này em không có bảo đảm cho anh em. Đấy, tại vì em không có muốn sửa chữa gì hết. Này. Cũng không có muốn sửa chữa. Thành ra là anh em nào yêu khoa học thì liên hệ mình. Và pin dày thì 300.000. 300.000. Còn pin mỏng thì 150. Cũng coi như là anh em mua cái vỏ vậy đi. Vỏ thì cũng giá này cũng khá chát nha. Những anh em nào quan tâm liên hệ 0962 232 180 và mua thì chuyển khoản trước giùm em, tại vì em không có ship cái này code. Đấy. Thì như đây. Đó. Nói chung thì đồ chết không à. Không có lựa chọn cho anh em. Anh em mua rồi còn những anh em mà ôm lô, ôm hết lô thì pin dày 200 ngàn, pin mỏng 100. Còn những anh em mà mua lẻ từ 5 cục trở xuống thì pin dày 300, pin mỏng 150. Vâng, em Tùng xin cảm ơn anh em. Đấy. Cái này em không có lựa chọn nha anh em. Anh em nào mua thì em cứ bóc đại cho anh em, chứ em không chẳng có lựa chọn cho anh em pin nào theo yêu cầu của anh em. Vâng, em Tùng xin cảm ơn anh em.